Rồi, xin chào các bạn. Sáng nay mình sẽ làm cái thùng máy này dùng cho khách hàng. Đây là cái máy chạy đua Xiaomi 5678V3 các bạn, rất là quen thuộc luôn. RAM DDR4 32GB, SSD1 là 256GB của Samsung và SSD2 là 500GB các bạn. Rồi, cái máy của khách hàng là sử dụng cái mainboard nó khá là lạ các bạn. Và cái main nó là main thuần server, nó không có ưu ái về gắn khe Vega. Thành ra hôm nay khách phải đổi main. Khách này rất là kỹ tính các bạn. Các bạn thấy mua mấy cái cục cao su nè, chèn mấy cái nút loa rồi mấy cái nút USB không xài lại hết nữa các bạn. Rất là tỉ mỉ ha. Rồi, đây là phía trước có hai cái fan LED để hút gió vào, là tạo thông thoáng cho thùng máy. Ở đây là bên hông. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp khay ra luôn để các bạn dễ tham khảo nha. Rồi, cho nằm xuống này nhìn cũng rất là dễ thương các bạn. Rồi, đầu tiên là bạn thấy có hai con CPU nằm ở cân đối ở hai vị trí đầu khay nè các bạn. Đây, như vậy thì nói về khí động học đó là rất là thoáng luôn các bạn. CPU nào lấy gió nào. Phía trước đây có cái fan lấy gió vào rồi cho CPU này thổi ra ngoài. Bên đây cũng vậy các bạn. Không giống như main với 10BA hay là một số main khác á, các bạn thấy CPU nằm ở trên đây thì con sau phải nóng hơn con trước xíu do lấy một phần gió nóng từ con trước đó các bạn. Rồi, cái mainboard này là cái mainboard Asus. Asus main này cũng ngon nha các bạn. Z10BRD16. D16 như vậy là khả năng là 16 GB RAM các bạn. Đúng là chính xác là 16 GB RAM các bạn. Đó. Và đây là cái main chạy Xiaomi V3 và V4. Main này main đúng là thuần server các bạn. Rồi, khách hàng có thêm một cái card NVMe đây nữa nè các bạn. Rồi một cái card Wi-Fi AC ở đây. Rồi, cái card màn hình. Thì đây là cái main này các bạn. Đây là cái hạn chế của cái mainboard mã này. Đó là cái card hình chúng ta không thể gắn cái card dài được. Nên các bạn buộc phải gắn mấy cái card màn hình một fan thôi các bạn. Có một cái fan làm mát thôi. Thì nó sẽ bị hạn chế. Ví dụ giờ muốn gắn con 1070 thì hơi bị khó. Tại vì cỡ 1070 trở lên các bạn, hoặc là mấy con RTX cao á, hoặc là RX 580 á, thì toàn là card dài các bạn. Đó. Rồi, hôm nay phải thay cái mainboard này đi để khách hàng có thể nâng cấp được cái Vega RTX 1070. Vài bữa nó mới nâng cấp chứ không nâng cấp liền các bạn. Khách yêu cầu mình là thay cái main thôi. Rồi, cái nguồn là Cooler Master V1000. Tản nhiệt cũng là của Cooler Master. Ở đây các bạn thấy cái socket fan đó các bạn. Đây là cái clip của trong cái 2011 này nó hơi khác. Và thường chúng ta sẽ bắt gặp trong một số cái server rack hoặc là trong máy bộ á. Chứ như vậy cái T400i này được trang bị thêm một cái miếng sắt này các bạn. Miếng này là miếng mod nha, để có thể gắn được trên socket này. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ tắt máy, tháo cái mainboard này ra và mình thay lại cái mainboard khác các bạn. Và đây là cái mainboard mình chuẩn bị thay cho khách hàng. Đó là main của Asus. Main này là main anh hai của Z9BA này các bạn. Hôm qua mình có làm clip đó. Thì cái main này là cái mã nó là Asus Z10BAD8C các bạn. Main này cái form rất là nhỏ gọn, dùng cái ATX bình thường là được rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại cho khách cũng rất là nhanh các bạn. Cái main Asus Z10BA này có hai hộp bạn, cái hộp giấy bên ngoài với một cái hộp bốc main bên trong nữa. 1 2 3 4 5. Có 5 cặp cáp SATA. Cái bát cổng cơm bạn để chuyển từ cái main ra bên ngoài á, cho một số bạn có nhu cầu làm cái cơm bọt. Rồi, cũng phe sắt các bạn. Rồi, phía dưới này cũng có một miếng xốp nữa. Và đây là nhân vật chính của mình nè các bạn. Đó. Quá đẹp các bạn ha. Rồi. Nhìn cái giống như cái main Z390 rồi các bạn, cái form nó bự bự cả như vậy. Rồi, cái này hàng là chính hãng, tem viết sơn các bạn. Đây, LED code để báo LED khi mà chúng ta khởi động rồi các bạn. Đây, cổng SATA cũng khá là nhiều. Rồi, có cổng M2 phơm ngắn đây nè các bạn. Rồi, cái nhu cầu khách là cần cái fan này dài ra nè các bạn. Thì không có bị cấn cái fan CPU ở đây nên là gắn cái gạt dài cho tới trong đây luôn cũng được các bạn. Rồi, ok, bây giờ chỉ sang đồ bên kia qua bên đây thôi các bạn, cũng rất là đơn giản nha. Mình chú ý là một số cái chân ốc, bởi vì cái main kia cái kết cấu chân ốc này nó sẽ khác, main này nó sẽ khác.
À, nếu mà ông ta không có tỉ mỉ là lỡ có một cái chân nào đó nó bị chạm lên men nó thì rất là nguy hiểm các bạn. À, tại vì giá men này hiện tại nó ở mức là gần 8 triệu đồng á. Rồi, nhìn lại cái men này lần nữa các bạn. Cái fan T400i hồi trước mod cho cái men bọt kia đó các bạn, thì bây giờ có cái miếng này nhưng mà giờ không có cái thanh này, bây giờ gắn lên cái men này thì nó không có vừa các bạn, à nó khác, nên là bây giờ phải đổi cho bạn đó luôn, là hai cái fan T400i mới. Rồi, gắn CPU là một thao tác rất là quen thuộc luôn. À, tương tự với comment đây các bạn. Rồi các bạn dời mấy cái chân ốc lại cho nó phù hợp nha các bạn. Tại vì men này nó khác cái men bo kia. À, khi các bạn ướm vô xong hết rồi các bạn. À, các bạn sẽ dùng hai cái cục đồng gì đó các bạn để lên CPU, sau đó chúng ta khởi động máy lên thử xem detect hai CPU chưa và RAM nhận đủ chưa. À, nếu ok rồi thì mình tắt máy đó mới bắt fan rồi gắn cái cạc mở rộng vô nha các bạn. Như vậy sẽ tiện cho mình hơn, đỡ phải tháo ra tháo vô. Rồi giờ gắn cạc cái màn hình vào các bạn. À, cái cạc wifi AC của Asus này đẹp ghê các bạn, nhìn nó rất là hầm hố à. Đó, đây cả NVMe. Giờ cái bắn bán này vào các bạn. Rồi các bạn có thể Google Asus Z10 AD8C các bạn, thì cũng có một loạt cái kết quả quảng cáo ở đây, ví dụ như là 7.8 4 triệu, 8 triệu 2 nè, 7.290 nè, 7.999 nè các bạn. Thì đó là cái giá của men Z10 AD8C mới các bạn nha. Rồi, như vậy là mình đã ráp vào xong cho khách hàng rồi các bạn. Cái cục NZXT dấu bi này các bạn, tại vì cái men Asus Z10 này BPA này chỉ có một cổng dấu bi thôi các bạn, nên là mình phải thông qua cái cục này để chuyển được hai cổng này, khách hàng mốt đó các bạn. Rồi CPU 2678GB này các bạn, rồi hai CPU nè, RAM 32GB rồi đầy đủ rồi các bạn ha. Wi-Fi AC cũng nhận luôn rồi. Ok, clip mình xin tạm dừng tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, vui lòng giúp ủng hộ kênh mình nha các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bây giờ chỉ cần gắn cái fan này vào nữa là xong rồi các bạn. Tại cái fan này nó hơi khó gắn nè, nên mình sẽ gắn sau cùng. À, chút xíu mình phải lắp cái chắn lại bạn, để dán nó vào là rất là nguy hiểm cho mainboard của mình. Rồi mình gắn vô luôn rồi này các bạn. Ok.